Đâu. Rồi, em Tùng xin chào anh em. Hôm nay em về cái máy cưa vòng của Metabo, hãng của Đức. Thì Metabo MS18 LXT 2.5. Thì cái hàng này là hàng nội địa của bên Đức nha anh em. Thì cái cưa vòng này nó chuyên để cho anh em cưa sắt này, cưa inox này, làm công trình chuyên dụng thì nó sẽ ổn định cho anh em. Rồi, mình sẽ khui ra cho anh em xem cái cưa vòng. Đây là một cái cưa vòng của hãng Metabo, thì mình khui ra cho anh em. Đây là pin của Metabo. Đấy, pin của Metabo. Bên này cũng rất là giá trị nha anh em. Bên 5.2 của hãng Metabo thì bên này nó có báo họ pin luôn nha anh em. Đây. Đây. Rồi, anh em nào mà có muốn mua pin thì liên hệ mình, cục 5.2 của Metabo. Rồi, đây là một cái sạc của hãng Metabo luôn. Sạc này chắc chắn là điện 120V rồi. Nó là của thị trường Mỹ về. Đây. Còn rất là chắc chắn, từ 14.4 đến 36V. Đây nha anh em. Cái này là new 100%. Đấy, rồi, em sẽ tiếp đến cho anh em. Đây là Metabo, cái này thị trường của USA và Canada. Thì cái cuốn sách này nó cũng khá là nhiều nha anh em. Đây, hướng dẫn. Rồi, đây sản phẩm chính của Metabo. Cầm khá là nặng tay, rất là nặng tay nha anh em. Đây, đây là nó lưu chăm chăm, và cái khung đây là khung trắng của nó để cho nó khỏi văng lưỡi ra. Và khung sắt lưỡi Metabo. Thì đấy, tổng thể cho anh em xem. Cái này đỡ mình treo lên, mình treo lên cái giá đỡ. Đây. Rồi. Thì Metabo thì họ sẽ đây anh em, nó là gạch mini. Đây. Đây, cái rồi đây thì em xem cái catalog nó người ta hướng dẫn nha anh em. Tốc độ vòng quay của nó là 4.8 vòng trên phút, tốc độ chậm nha. Nó tầm khoảng 4,2 kg của cái máy chưa bao gồm pin. Rồi thì mình sẽ vào test cho anh em. Thì Metabo thì cái pin nó giấu ở trên này, và khi mà mình bấm cái này mình rút pin ra. Rồi, đây là tay cầm. Đây, và đây là khóa nha anh em. Thì mình sẽ dựa vào này. Đấy. Vâng, em Tùng xin chào anh em. Thì những anh em nào quan tâm liên hệ 0962 232 180, em Tùng xin cảm ơn anh em.